Nam nhập lậu iPhone, iPad giả vào Mỹ, FBI vừa đập tan đường dây iPhone, iPad giả trị giá 6 triệu đô la Mỹ. Hầu hết những kẻ tình nghi nhập iPhone, iPad giả vào Mỹ đều là công dân Hoa Kỳ nhập tịch từ Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Theo CNN, vụ án mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ phát hiện ra gồm 10.000 chiếc iPhone và iPad giả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số thiết bị này được những kẻ sở hữu cố tình làm hỏng trước khi mang chúng tới đổi trả ở các cửa hàng của Apple tại Mỹ nhóm tội phạm này đã tận dụng chính sách bảo hành một đổi một của Apple để đổi sản phẩm giả lấy hàng chính hãng. Những chiếc iPhone iPad đổi trả sau đó được đưa trở lại Trung Quốc. Trước khi chuyển đến tiêu thụ ở một nước thứ ba, mỗi thiết bị di động đều có một số email, mã định dạng, duy nhất. Tuy vậy, những chiếc iPhone iPad vừa bị phát hiện đều được làm giả và sở hữu một số email tương tự như những chiếc điện thoại thật của người dùng tại Mỹ và Canada. Theo Robert Brewer, một luật sư người Mỹ, Việc sản xuất hàng giả và sử dụng chúng để lừa gạt các công ty Mỹ sẽ làm suy yếu thị trường, cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới quyền được bảo hành của những người dùng thật. Vị luật sư này cũng cho rằng, việc sử dụng các số mây mạo danh là một hình thức trộm cắp danh tính nghiêm trọng cần được xử lý. Cuộc điều tra nói trên của FBI đã được thực hiện qua nhiều năm, xuyên suốt nhiều khu vực khác nhau. Vụ án này bắt đầu được triển khai tại San Diego, bang California, nơi các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 250.000 đô la Mỹ tiền mặt và 90 chiếc điện thoại iPhone bị nghi là làm giả. Hiện có khoảng 14 người đã nhận phải các cáo buộc về tội danh lừa đảo, âm mưu trộm cắp danh tính và hành vi rửa tiền. Đã có 11 kẻ tình nghi bị bắt giữ trong khi ba người khác vẫn còn đang lẩn trốn. Hầu hết những người bị cáo buộc đều là công dân Hoa Kỳ nhập tịch từ Trung Quốc và Nga.